Chào mừng các bạn đã đến với tab game của Anti-Stress The Body ngày hôm nay. Ngày hôm nay tab game chúng tôi có Mario Run, Robbery Rope, Shadow Fight cùng một số game khác. Mời các bạn cùng đón xem. Tab game này chúng ta sẽ khởi đầu với con game huyền thoại Mario. Và có vẻ nó đang bị lag đây này. Như bị lag thật. Tôi vào lại phát. Đây rồi. Cứ tưởng đơ mãi luôn. Chết rồi, hỏng rồi. Mất coi bạn ấy rồi. Ô, trượt mất kìa. Trượt mất rồi. Hai đồng rồi. Còn khoảng 3 đồng luôn, quá tuyệt. Chuẩn mất đồng nhỉ. Và sẽ đến phương án solo 1-1 đi. Thằng nào nhiều điểm nhất chơi luôn. Ngại gì đâu. Yeah.
trời, xoài ướt luôn. Chết chết chết. Kia đâu kẹt rồi, không đi được nữa. Rồi xong.
Thôi tèo rồi, quá tèo rồi. Chưa, không vào được game à? Nó mất tài á, lại còn mất tài nữa. Vô lê vào mặt.
Ui, gì vậy? Những cái chiếc à? Ui, kiếp thế. Rơi cả đồ luôn kìa. Đi chơi kiểu gì? Con nhặt lại đồ không? Rơi luôn đồ. Thầy, khách à? Khách à? Thôi xong rồi, đi rồi. Phải toát rồi. Uầy, tầm dài, tầm xa đấy. Thôi ván này đi không rồi. Uầy, kiếm hai kỹ nhờ. Chơi xấu thật. Chuyển game tiếp theo, Tom Hero. Cũng đây được chính là cái shop này. Trong xe
Quy bên kia đây rồi. Đây nó lên rồi, nó lên này. Ăn đạn mồm này. Bất ngờ chưa? Bossit.